Cây này cây nấu công nè bạn ơi, cây này cũng là cây cũ thôi, cây này bán gửi luôn ở chậu nè. Hôm nay cuối năm rồi, bữa mình đăng cây này mấy triệu, 3 triệu mấy, nên mình bán anh em nào thấy rẻ mua. Mấy cây này là mình mua là tại vườn là giá là nó cũng cao nha các bạn, coi như mấy cây này mình bán cuối năm mình bán lấy vốn mà thôi, giải trí thôi. Mà anh em nào thấy cây nào được rẻ mua thôi, chứ nhiều khi mình giảm giá mà cũng chưa thấy rẻ nữa. Tại một số cây bây giờ ra mua họ bán cũng không hề rẻ đâu, họ bán tại vườn mà giá nhiều khi cũng khá là cao á. Ừ, không các bạn, cuối năm rồi các bạn ơi, tối nay tết tây giao thừa, như ở Sài Gòn thì chắc có bán pháo bông, số thành phố lớn cũng bán pháo bông, như năm nay lễ lộc rồi bệnh hoạn rồi người ta cũng hạn chế đi nữa các bạn ơi. Mình thấy thôi ở nhà đón giao thừa cho chắc các bạn ơi, đi đâu ra đường cho nó mệt, bệnh hoạn nữa, kẹt xe nữa. Hay mình mua đồ ăn đồ uống về nhà mình ăn uống sum họp gia đình thấy còn vui hơn nữa, vậy cho chắc mấy bạn ơi, an toàn. Nung gồ công này mình gửi luôn chậu nha các bạn, gửi luôn chậu cho các bạn luôn. Nung gồ công cái chậu này cũng mới trồng vậy thôi, cây này mới trồng chứ không phải thuần, chứ không phải nằm trong cái chậu này từ đó giờ, chậu này mới mua, gửi luôn chậu này bạn ơi. Này cuối năm bán cho anh em vậy chứ cây này thấy cái phong cũng đẹp, lực cây cành nhánh nào nó cũng cứng cáp rồi, chỉ việc dặm xương như tí xíu thôi. Tại gồ công là thường người ta cắt cắt không chứ người ta không dặm xương, nên vậy mấy bạn dặm xương vô nữa sau này cây của mình nó mới đẹp. Nụ công nha các bạn.